Nếu chúng ta quá quan trọng vấn đề về đạo đức, chúng ta sẽ bỏ lỡ đi mất một nhân tài. Đối với tôi, học lễ là vấn đề việc học cả đời. Để mà ngày hôm nay tôi tự tin đứng ở đây phát ngôn lên tiếng nói của mình để bảo vệ luận điểm của chúng tôi. Cần nhất là cái lời khuyên, cái định hướng. Đội chúng tôi ủng hộ việc mang thai hộ. Là một người phụ nữ Việt Nam, em phản đối kịch liệt việc này. Đúng là bên cạnh cái việc mang thai hộ, nó sẽ có nhiều cái hệ lụy và những cái vấn đề không mong muốn. Chúng tôi đồng ý với các bạn. Nhưng bên cạnh đó, cái vấn đề nhân đạo phải được đề cao. Tại vì mất mát về tinh thần, ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc cả. Chắc hẳn ở đây chúng ta là phụ nữ, chúng ta sẽ hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai cả.